mình giới thiệu cho em một số cái máy bắn bù lông nữa. Thì cây này là cây mỏ gốc, bù lông mỏ gốc. Hàng này là hàng dạng là hàng chợ cho anh em giá thợ làm. Hàng này thì mình bán, bên mình bán thì bảo hành tất cả cho anh em, bảo hành 6 tháng cho anh em hết. Tất cả những hàng này vừa sửa chữa cho anh em hết, có đồ thay cho anh em. Cây này là mở gốc mở gầm á, cho anh em mở dưới phía dưới chỉ lên á, phía dưới gầm xe không đa đồ á, mở gốc không. Còn cây bên đây á là cây để bắn bắn gầm bắn nhíp xe ba giò được. Cái này là lực của nó là lực tới 1600 lực. Cho anh em chuyên đi làm xe tải, xe ba giò rồi. Hàng này bên mình cũng bảo hành, con này cũng bảo hành 6 tháng cho anh em luôn. Còn cây này thì bên mình vẫn hàng chợ, mình vẫn bảo hành cho anh em là 6 tháng luôn. Cây này là cây 1/2. Còn cây đây là cây hệ đầu 1 inch. Cây hiệu ba cô. Cây này thì là hai búa, cây này vẫn là hai búa, cây này hai búa luôn. Còn cây đầu một anh thì vẫn là hai búa. Anh em nào có xài cái nào thì alo mình.